Xin chào các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm xin giới thiệu một module. Đây là module Relay 4 kênh. Thì hiện tại trên thị trường có các loại module Relay như là 1 kênh, 2 kênh, 4 kênh và loại 5V, tức là loại sử dụng Relay 5V, 12V và 24V. Thì trên tay mình đây là module Relay 4 kênh và là 5V. Thì đây là các cái đầu đấu dây nguồn và đầu đấu tín hiệu vào. Ở đây có 4 kênh này và đầu ra đây có 1, 2, 3, 4. Thì là thiết bị này có thể đóng ngắt độc lập 4 thiết bị, 4 kia đầu ra, 4 tải đấy. Và ở đầu ra có nhà sản xuất đã đưa ra là có chân NC, chân con và chân NO. Thì tí nữa mình sẽ giải thích cái cách đấu của này. Đây, các cái chân nguồn này, chân VCC này, VSS này, VCC và GND là cái chân mà cấp điện áp để nuôi cái phần mạch này. Còn phần VSS cộng và VSS trừ này là cái nguồn mà để nuôi cho cái quận hút ở Zone này. Đây, và đây là các cái ly. Thì module này dùng để đóng ngắt các thiết bị, kể cả là nguồn DC hoặc là AC, đóng ngắt cách ly. Nó có phần cách ly này, không ảnh hưởng gì đến mạch kích, các cái mạch điều khiển như là mạch vi điều khiển hoặc mạch kích tín hiệu đấy. Đây thì trên mạch này còn có thêm chức năng cái G0, G1 này. Cái G0, G1 này nếu mà bạn muốn kích mức 1 hoặc kích mức 0 thì các bạn có thể thay đổi cái biểu này, mình hàn lại sang G1 là nó sẽ kích mức 1. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành test cho các bạn xem. Test với lại đây. Test với bóng đèn AC. Thì ở đây nguồn nuôi của mạch và nguồn nuôi của relay mình sử dụng chung nguồn 5V. Đây là mình đã hàn hai cái chân VCC và VSS vào. Và GND với VSS trừ. Có nhiều bạn là không biết đấu cái tải này vào relay như thế nào, thì bây giờ mình sẽ nói qua. Đây. Phần relay này có 3 đầu ra, có là C và chân giữa là chân con, chân NO. Thì đây là tải nhá. Bắt đầu thì mình có thể cắm trực tiếp vào. Đấy. Cắm trực tiếp vào thì nó sáng luôn. Để mà sử dụng cái relay này. Nếu mà bạn muốn đang bật, tức là thiết bị đang sáng mà mình tắt thì mình sẽ đấu vào. Đây. Đây là nguồn này. Đây sẽ vào bóng đèn này. Khi mà chưa có tín hiệu thì đèn luôn sáng. Có tín hiệu. Tắt. Và nếu ngược lại bạn đấu vào đây. Cho đây này. C còn là O. Nếu mà các bạn đấu này, đấu nguồn này. Chỗ này ra bóng đèn này. Thì các cái trạng thái ở đây sẽ ngược lại.
tức là chưa có, thì đèn tắt có tín hiệu, đèn sáng. Thì bây giờ mình sẽ test trực tiếp cho các bạn xem. Đầu tiên là mình cấp nguồn, cấp nguồn cho module trước. Khi chưa có tín hiệu thì đèn luôn sáng, và khi có tín hiệu đây thì máy này mình cho kích. Đó, hiện tại là mình đang cho kích 1, là khi có tín hiệu đấy, đèn tắt không có, đèn luôn sáng. Đó. Rồi thì bây giờ mình check cái trường hợp này là trường hợp nào. Khi chưa có tín hiệu thì đèn tắt, có tín hiệu này, đó, đèn bật, chưa có, thì trên đây mình vừa giới thiệu cái cách đấu tải cho cái module Zele. Ở trên nhiều thiết bị có tích hợp luôn cái module Zele thì các bạn có thể áp dụng cái cách đấu này để sử dụng đầu ra đóng ngắt các cái thiết bị thì theo ý muốn của các bạn. Rồi, thì cảm ơn các bạn đã xem video của nó.